Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách đặt IP tĩnh cho camera Wi-Fi KB1 và chúng ta có thể áp vào đầu ghi hình KB Vision mà chúng ta đang có sẵn. Thì trước tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm KB Config Tool. Cái này phần mềm này được cung cấp bởi chính hãng KB Vision. Rồi, khi mở cái phần mềm này lên á thì nó sẽ có thể là sạc ngay ra, nó sẽ tìm kiếm ngay ra cái chiếc camera KB1 mà chúng ta đã cài đặt và chúng ta kết nối với Wi-Fi cùng mạng với máy tính chúng ta đang thực hiện này. Rồi chúng ta cũng có thể vào cái tính năng là sạc setting á, thì cái này á, thì chúng ta muốn sạc chính xác. Nếu mà nhà chúng ta có nhiều chiếc camera Wi-Fi khác nhau á, thì chúng ta muốn sạc chính xác một cái riêng á để chúng ta áp vào đầu ghi á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng này. Thì cái phần nhập mật khẩu ở đây á, cái phần nhập password ấy, thì ở mỗi chiếc camera Wi-Fi KB1 nó sẽ có một cái mã bảo mật, thường là nó sẽ dán ở dưới cái tem ở dưới đáy cái camera á. Thì chúng ta sẽ nhập cái mật mã đấy vào cái ô password này. Rồi chúng ta chọn OK. Rồi chúng ta thấy cái ô sạc đang tìm kiếm cho mình, thì nó sẽ tìm kiếm ra cho chính xác cái thiết bị mà chúng ta cần cần đặt IP tĩnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái số 2 này, đấy là chính là chiếc camera IP. Chúng ta bấm vào Modify IP. Rồi, chúng ta sẽ nhập cái giải IP mà chúng ta muốn. Chẳng hạn như 192.168.1.22.225. Rồi, subnet mask là 225 225 225.0. Rồi, gateway này thì chính là cái mặt nạ mạng của cái modem mạng như mình. Rồi, chúng ta chọn OK. Rồi, bây giờ chúng ta bấm sạc lại. Đấy, nó sẽ hiện ra cái camera mà chúng ta vừa đổi IP. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ thêm cái camera wifi này vào đầu ghi KB Vision. Thì như chúng ta thấy cái phần mềm KB Config Tool này nó cũng sẽ tìm kiếm cho ta thấy cái đầu DVR này chính là cái đầu ghi. Rồi bây giờ chúng ta click vào cái chữ E ở bên bên phải á. Đó, chúng ta mở cái giao diện web service của cái camera này này. Rồi, chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái mật khẩu của cái đầu ghi này. Rồi chúng ta chọn setup. Rồi chúng ta chọn cái phần channel. Rồi chúng ta sẽ chọn phần reception, xong rồi chúng ta chọn device và tìm kiếm thiết bị. Đó, nó sẽ tìm kiếm cho ta thấy cái chiếc camera wifi có địa chỉ IP này .1.255 ở cuối đó. Rồi chúng ta check vào cái ô vuông, rồi chúng ta add, chọn add. Rồi nó sẽ hiển thị ở cái phần khung dưới cho chúng ta. Thì chúng ta lại nhập lại cái mật khẩu là cái mã bảo mật của cái camera mà thường được ghi ở dưới đáy cái camera. Hoặc rồi chúng ta save lại, chúng ta bấm refresh. Đấy, bây giờ chúng ta chuyển sang cái tab review.
Rồi như vậy là chúng ta đã thêm thành công chiếc camera wifi KB1 này vào đầu ghi hình có sẵn, và chúng ta có thể điều khiển xoay ngang xoay dọc trực tiếp trên cái đầu ghi này. Thì lợi ích của cái việc mà thêm camera wifi này vào đầu ghi á, là hình ảnh sẽ được lưu trữ trong ngược cứng, nó sẽ đảm bảo an toàn dữ liệu. Còn nếu mà chúng ta không kết nối với đầu ghi này á, thì dữ liệu chỉ ghi được vào trong thẻ nhớ, nó chỉ có thời gian ngắn khoảng tầm 1 tuần hoặc 10 ngày gì đó thôi. Còn nếu mà chúng ta lưu trữ ở trong đầu ghi, trong ổ cứng thì nó sẽ được cả tháng. Phần hướng dẫn của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.